Hôm nay bọn em mới vừa ra luôn anh chị. Sau khi anh chị tải cho đường link em của em thì anh chị login bằng Google bằng Facebook anh chị. Game này đơn giản thôi, nó mới ra luôn. Anh chị với việc cạn cạo thôi đây. 20.000 túc túc cạn. Khôn phiên. Game này rất ngon anh chị. Mới ra đem cạo cái nữa, ngon không? Không biết đồ continue anh chị, min gấp bao nhiêu anh chị, những cái thứ 5 triệu 5 triệu tốc cần rút về được 1 đô bê bao. Còn này gì anh chị, và để em review anh chị. Cái tốc cần này rút về Amazon nha anh chị, giúp cạc đây nè, Amazon giúp cạc sau 24 giờ nó cho tặng anh chị được một ếch anh chị. Chị vô nhập mã giới thiệu, anh chị nhận được ghép. Rồi anh chị nhập mã code giúp em là Y6B. Em có để đường link dưới để phần mô tả đó. Anh chị nhận được cái gì? Em cũng nhận được 30 con tốc cần luôn. Rồi. Rồi con game này chỉ có nhiêu thôi. Phan anh chị vô phi nè anh chị, Dali Loto kiếm 1.000 đô anh chị. Con game này rất là mình chọn đại đi, nó dạng như lucky lucky quẹo được mấy game này. Tại em buồn quá em review cho anh chị luôn. Rồi anh chị vô cái phần game này thứ hơn sao á, gì ta 7D 100S gì trong đây gì ta. Ồ, có game anh chị, free. Ồ. Anh chị ạ. Bao nhiêu? Đồ. Nhân 200 tốc càng nhân 10 ấy nữa. Ok, con game này rất ngon anh chị. Level 2. Rồi, anh chị tự tìm hiểu nha. Để em bấm cái nữa. Ê, rồi, em thua rồi. Bờ em mới lên được 70.000 nè, mau quá anh chị. Rồi con này chơi được á, con này mới ra luôn anh chị. Bằng chứng là có một người bạn nó chia sẻ rút tiền trên fanpage của em review luôn cũng được. Có nói chuyện điện thoại mời à. Rồi anh chị bấm vào nội dung quay nữa nè. Phi nay em quay rồi. Ngày cho ba được quay phi rồi em quay rồi hết rồi. Này lô tô hộp quà vô quy đâm. Quy đâm mới rút tiền cho lộn. Login. Này là khảo sát. Này khảo sát. Thôi, vậy video của em đến đây là kết thúc. Chúc anh chị kiếm thật là nhiều tiền một game này. Con game này là uy tín lắm anh chị. Anh chị cứ yên tâm mà cài đi. Chị chào tạm biệt anh em.